Kính thưa đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng chí, đồng bào. Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân mang tên giải Diên Hồng lần thứ nhất năm 2023. Đây là sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa khi diễn ra vào đúng thời gian của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 và kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2023. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý, đội ngũ những người làm báo trên cả nước, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa đồng chí, đồng bào, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 77 năm của Quốc hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội khóa 15 đã tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng tăng tính dân chủ, chuyên nghiệp, pháp quyền, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tại các địa phương, hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp cũng ngày càng được đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả và hiệu lực hơn. Một trong những nguồn cổ vũ to lớn góp phần nâng cao vị thế, uy tín và sức mạnh của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân suốt nhiều năm qua là sự đóng góp toàn diện, bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí nước nhà. Trong vai trò là cầu nối quan trọng, gắn kết mật thiết các cơ quan dân cử với nhân dân và cử tri cả nước, nền báo chí nước nhà ngày càng thể hiện xứng đáng là người tuyên truyền tập thể, người cổ vũ tập thể, người tổ chức tập thể, đồng thời là một kênh phản biện đầy trí tuệ và trách nhiệm đối với đất nước. Hệ thống báo chí và truyền thông nước nhà đã chủ động tuyên truyền, cổ động một cách toàn diện, kịp thời góp phần tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, được Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thể chế hóa bằng những quyết sách và các phong trào hành động khắp toàn quốc. Đồng thời đã phản ảnh chân thực, sinh động, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các ngành, các giới, của cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đến diễn đàn Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Đồng thời là một kênh quan trọng, tin cậy để cử tri giám sát các cơ quan dân cử, các vị đại biểu dân cử, các cơ quan báo chí, các thế hệ phóng viên, biên tập viên luôn đồng hành, dấn thân với hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, không chỉ bằng trách nhiệm mà còn với tình cảm gắn bó, nhiệt huyết, niềm đam mê sáng tạo, qua đó tiến bộ không ngừng và trưởng thành một cách toàn diện hơn. Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu, để ghi nhận tôn vinh sự đóng góp quan trọng của nền báo chí nước nhà, sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ những người cầm bút chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã quyết định tổ chức giải báo chí toàn quốc hàng năm về Quốc hội, Hội đồng Nhân dân mang tên giải Diên Hồng. Điều hết sức vui mừng là ngay sau khi công bố, giải Diên Hồng năm 2023 đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, các hội, liên chi hội nhà báo, các nhà báo và cả các cộng tác viên không chuyên. Ngay trong mùa giải đầu tiên, tôi rất cảm động và trân trọng cảm ơn sự tham gia đông đảo của 171 cơ quan báo chí trong và ngoài nước, 7 văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân với 3.328 tác phẩm dự thi. Có thể nói các tác phẩm dự thi đều được đầu tư công phu, phong phú về đề tài, sắc sảo về nội dung, đồ sộ về quy mô, đa dạng về phong cách và hiện đại về phương tiện làm báo. Trong đó, nhiều tác phẩm báo chí với sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn được độc giả đón nhận và đánh giá cao. Tại buổi lễ hôm nay, tôi biểu dương ban chỉ đạo, ban tổ chức giải đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá giải Diên Hồng một cách khoa học, bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả. Đặc biệt, tôi nhiệt liệt chúc mừng 67 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn kỹ lưỡng để trao giải, gồm 5 giải A, 13 giải B, 16 giải C, 31 giải khuyến khích và 2 giải mở rộng ngoài cơ cấu. Các tác phẩm dự giải và được trao giải hôm nay là sự kết tinh của tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, niềm tin, tình cảm chân thành của những người cầm bút, cầm máy đối với các cơ quan đại biểu của nhân dân. Sức hấp dẫn và hiệu ứng sâu rộng của các tác phẩm ngày càng khẳng định sự ủng hộ to lớn của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam trên chặng đường gần một thế kỷ vẻ vang, đồng hành cùng dân tộc dưới ngọn cờ của Đảng. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng sự thành công của giải Diên Hồng lần thứ nhất năm 2023. Xin chúc mừng các cơ quan báo chí, các tác giả và nhóm tác giả được quý danh trong buổi lễ trọng thể này. Xin trân trọng cảm ơn các nhà đồng hành, tài trợ, các tập thể có nhiều đóng góp quan trọng cùng làm nên thành công của giải Diên Hồng. Thưa toàn thể quý vị đại biểu và các đồng chí, từ truyền thống vẻ vang với sự ủng hộ và giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp và của nhân dân, tôi tin tưởng vững chắc rằng nền báo chí cách mạng nước nhà phát triển không ngừng, tiếp tục đóng góp ngày càng quan trọng và to lớn hơn nữa trong việc xây dựng Quốc hội, Hội đồng Nhân dân phát triển toàn diện, xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân. Vạn sự khởi đầu nan, từ thành công của giải Diên Hồng lần thứ nhất này, với tinh thần Diên Hồng, tinh thần muôn người cùng hô một tiếng, tôi kỳ vọng giải sẽ tiếp tục nhận sự đồng lòng và ủng hộ to lớn, mở ra chân trời của những tìm tòi, khám phá, sáng tạo ở tầm vóc mới của hệ thống báo chí, những người cầm bút ở trong nước và ngoài nước viết về Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, một lần nữa tôi trân trọng gửi tới hệ thống báo chí nước nhà và toàn thể đội ngũ những người làm báo trên cả nước lời chúc sáng tạo, phát triển và thành công. Xin chúc giải Diên Hồng tiếp tục phát triển, có bản sắc riêng, luôn khẳng định vị thế và uy tín của mình. Xin chúc các đồng chí, quý vị đại biểu khách quý, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.